đừng ngại thể hiện yêu thương hãy luôn trân trọng những người quan trọng yêu thương bạn hết mình và đừng bao giờ tiếc hay ngại thể hiện sự quan tâm dành cho họ bởi với họ những cử chỉ yêu thương lo lắng dù nhỏ bé của bạn cũng đủ khiến họ có được niềm vui hạnh phúc và mạnh mẽ để cùng bạn đi đến cuối cuộc đời lâu lắm rồi kiên mới xem một bộ phim và cảm thấy nó hay đến thế kiên thấy bản thân mình giống như anh chồng trong phim tuy tốt tính nhưng không biết cách thể hiện tình yêu với vợ yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên kiên và vợ chia tay nhiều lần bởi sự khô khan chỉ biết công việc nhưng cuối cùng hai người vẫn đi đến hôn nhân có lẽ hà vợ kiên đã quá quen với tính cách của chồng nên cô cũng không đòi hỏi sự lãng mạn quan tâm từ chồng đến một ngày kiên phát hiện ra hà khác trước cô vui vẻ tươi tắn hơn nếu như trước đây hà chỉ ăn mặc giản dị thì nay cô biết trưng diện những bộ váy hiện đại trẻ trung hà còn đặc biệt tham gia những khóa học trang điểm kỹ năng mềm để bản thân trở nên tự tin hơn cô cũng không ở nhà dành hết thời gian cho công việc nội trợ mà kinh doanh online đi tập gym du lịch cùng bạn bè hà phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị xung quanh để đóng khung mình trong một mối quan tâm duy nhất là chồng thời gian này hà được công ty cử đi học nửa năm tại nước ngoài nếu như là hà trước đây cô sẽ từ chối vì còn phải ở nhà cơm nước cho chồng nhưng lần này cô đồng ý sau bữa cơm tối hà nói với chồng về việc mình sẽ đi học ở nước ngoài nửa năm tiền chưa từng căn ngăn hà trong công việc cũng không có lý do nếu giữ cô ở lại nên dù không muốn cho vợ xa nhà nhưng anh cũng không ngăn cản cô. Ngày Hà đi, Kiên chỉ kịp chờ cô ra sân bay rồi quay lại với công việc. Hà tuổi thân, cô giấu những giọt nước mắt trong chiếc khẩu trang. Đôi mắt cô hướng về phía chồng nhưng anh đã vội vã rời đi. Dù buồn nhưng Hà cố gắng đặt những tâm sự riêng tư sang một bên để tập trung cho việc học. Cô trở thành học viên ưu tú, thậm chí được chi nhánh công ty mẹ giữ lại nước ngoài làm việc một thời gian có điều hà vẫn đang phân vân vì việc xa nhà lâu ngày có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình về phần kiên ở nhà một mình trong ngôi nhà rộng lớn chưa khi nào anh lại cảm thấy cô đơn khi vắng bóng vợ đến thế dường như lúc này anh mới nhận ra sự vô tâm của mình bao năm qua kiên chỉ biết phát triển sự nghiệp mà quên đi những gì vợ phải trải qua với sự bao dung hà đã bỏ qua rất nhiều lần cho kiên nhưng không được chồng thấu hiểu và tối nay khi xem bộ phim có nhân vật giống mình Kiên nhận ra bấy lâu nay mình đã quá ích kỷ. Kiên cũng chợt nhận ra những cơn sóng đang cuộn chảy trong lòng, liệu vợ có chán anh mà không muốn trở về. Đang suy tư chưa biết làm sao để xin lỗi vợ thì Hà gọi về, vẫn giọng điệu nhỏ nhẹ, quan tâm chồng như trước đây. Kiên thủ thỉ qua điện thoại, em học xong thì về với anh nhé. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim Hà loạn nhịp. Có lẽ khoảng thời gian xa nhau chính là thử thách để hai người nhận ra đối phương thực sự quan trọng với mình. Hãy luôn trân trọng những người quan trọng yêu thương bạn hết mình và đừng bao giờ tiếc hay ngại thể hiện sự quan tâm dành cho họ bởi với họ những cử chỉ yêu thương lo lắng dù nhỏ bé của bạn cũng đủ khiến họ có được niềm vui hạnh phúc và mạnh mẽ để cùng bạn đi đến cuối cuộc đời